Tại sao các vì sao lại sáng? Khi nhìn lên bầu trời đêm hè, ta có thể thấy rất rõ nhiều ngôi sao phát sáng lấp lánh nhỉ? Có những ngôi sao xanh, sao đỏ rất đẹp. Hầu hết, những ngôi sao phát sáng trên bầu trời đêm là những nguồn sáng phát ra ánh sáng của chính nó, giống như mặt trời vậy. Đó là các hành tinh. Trong lòng hành tinh cực nóng, các vật chất trong đó tương tác với nhau, tỏa ra năng lượng khủng khiếp. Năng lượng này truyền ra ngoài bề mặt dưới dạng các tia bức xạ, nên ta thấy chúng rất sáng. Thường các vì sao này ở rất xa trái đất, xa hơn so với mặt trời. Vì thế nên ta chỉ thấy chúng nhỏ như những cái chấm. Vậy tại sao những ngôi sao đó nó có màu xanh, màu đỏ? Đó là do nhiệt độ bề mặt chúng khác nhau. Những ngôi sao có nhiệt độ cao, khoảng 10.000 độ C trở lên, thì tỏa ánh sáng màu xanh. Những ngôi sao ở nhiệt độ thấp, khoảng 2.000 độ C, thì phát ra ánh sáng màu đỏ. Những ngôi sao trắng thì nhiệt độ ở khoảng giữa. Cũng có những ngôi sao không phát sáng, thiên văn học gọi chúng là các hành tinh. Chúng có nhiệt độ thấp hơn hành tinh nên không tỏa sáng. Chúng chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời. Chúng xoay xung quanh mặt trời giống như trái đất của chúng ta. Trong số các hành tinh, chẳng hạn sẽ thấy sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc đặc biệt sáng rõ. Thế còn trái đất thì có sáng không? Bạn đã từng thấy hình ảnh trái đất nhìn từ vũ trụ chưa? Trái đất chính là ví dụ tiêu biểu cho các hành tinh. Khi nhìn từ ngoài không gian sẽ thấy trái đất phản xạ ánh sáng mặt trời rất đẹp. Khi ta đã hiểu được cách thức phát sáng thì việc nhìn bầu trời đêm sẽ thú vị hơn nhỉ?